不要啊，那要，那么叫物态，物态，那得要嘛，这个那得要嘛，要呢，可能没占比过来。把我们那树里，生物态，这个。Cái này anh Tống lấy bên Lào về đấy. Cái này chắc được chắc được hai con thôi nhỉ? Hai con bé. Cái này lại khó đánh. Khó đánh lắm. Cái này nếu mà muốn là hai con phải mài cái này đi này. Mài cái này xong rồi có cái lỗ nó cắt cái này xong đây. Xong là lấy từ đây xuống đây đánh thành một con là khó. Cái này ở trong bình dầu nhá, bình thùng ở trong cái thùng phi ấy nhỉ, thùng phi nó chẳng biết nó đựng dầu ấy, đựng xăng trước kia nó đựng dầu máy bay xong là nó trước kia nó chính chênh thì khi nào nó hết dầu là nó lời nó không trở về, xong nó vứt đi xuống nó trên máy bay, nó thấy khu nào nó thấy giường thôi, không thấy ngừa đấy thì nó vứt khu đấy hết. Riêng khu ở Lào nó có dây to. Ngày xưa ông Thò ông có nhặt được cái cục nào không, thùng nào không? Không có thùng được không? Từ xưa là mình nhỏ, người ta lấy hết mình có lấy được. Ngày xưa là ông bố anh ấy, bố anh cũng nhặt được một cái, nhưng mà bố dở quá, nó không biết lấy cái gì đâu, nó chỉ có lấy một cái cục, cái đít của nó dày tầm này nó mà về thôi, riêng cái thiếc ở trong đấy là cái bọ kia nó biết được cái dao khô, nó lấy hết khô, lấy hết à. Ôi, chả được cái gì. Bình dầu thì cái nào cũng có nhé, có mấy cái này nó kiểu như này, cái này có gen một cái vạn đây, sông Đà cũng có mấy cái miếng này. Miếng nó rộng mặt này thôi, nó cũng dày khoảng tầm miết hay là một sợi, có mấy cái nhiều chứ, nó có cả cái ống to mà này, có cả cái ống nó ở chung với mình dầu đấy. Chứ cái anh thấy cái ông chú của chú nó vậy nhìn nó lấy được, cắt ra thì nó cũng mọng như cái dao này đấy, nó mọng cái dao này, nó một cái ống thôi, nó cũng to mà cái này. Nó cắt đôi ra xong là đánh vào dầu đẹp lắm. Cái đấy mới là cái nè, nó phải cùng nhau ở trong cái bình, ở trong cái bình nhung đấy. Cứ hạt chú đấy nó rơi mấy cái này. Cái này là có những cái này, người ta có một cái chẳng hạn như thế này, nó bóc vào đây. Đấy, nó bóc như thế này. Khi nào người ta không cần, người ta mở cái này ra này, người ta đánh vít xuống. Cái này đi cái chiều bấm bay sắc hạt để nó dưới này. À, cái đấy được cái thanh treo đúng không nhỉ? Đấy, thanh treo này, treo dầu ấy nhỉ? Nó vạn, nó có thùng phi thôi mà, cái này ở trong thùng phi thôi mà, trong cái bình, trong thùng phi dầu. Cái này nếu mà đánh thì cũng dễ thôi, các cái này đánh này dễ, nhưng mà được một con thôi, hai cái này nó dở không được cái gì. Nếu mà chia đôi cái này đây ra đánh cái này, nối cái này nó lại khó đấy, sắc hạt cũng dở nhỉ. Dạ. Nếu mà cắt ra thì cũng được hai con nhỉ, được hai con, cũng hai con tầm 25 bé tí, 25-26 ba con này không được, cũng phải to hơn cái này được, mình gì bàn cái này. Thế là lúc về phát con trai ở nhà luôn à? Ừ. Con kia nó đi thuê nó về thì con trai nó đi lấy về luôn. Ở nhà con trai. Xong nó đi lấy về. Anh phải mất một con dao của thằng Nak Cha mà anh được cái này. Nó cho anh. Đùa. Mất một con dao 500 thì nó mới cho anh con này. Đấy. Nó cho cái này như thế nó không cho đâu. Kia ông chú nó không cho, nó không biết gì, nó không giữ đâu mà ông chú nó là cái này là của anh trai của nó gì, trai mất rồi không để đấy, không cho ai đâu, mà là con nó bà chú nó nói thế thì chú không biết dùng gì đâu, còn
chú cứ đánh mang rau cho con cho chú mang về chú làm con rau làm gì cho chú. Thế anh hãy mất con rau, con rau to, con rau to con này con nó chăm mang đi cho nó cho anh cái này. Ngày xưa ở trên hang chú là ông thò chẳng tranh nhau ấy nhỉ, tranh nhau xăng là gì nhỉ? Không được không, ông thò mình không biết lúa mình nhỏ mình có lấy được. Đấy ông thò cũng còn tầm chắc không phải hơn 10 tuổi hay là chưa đến 10 tuổi. Hơn chắc hơn đâu mà chỉ có 12 13 tuổi thôi mà ông chưa đi lấy được đâu. Nhà xe áp các ông già nó đi lấy được mấy cái đấy. Bố anh có được một cái. Đi nhà nó đi bán con sóc mà nó đi gặp một cái đấy nó nhỏ không to ấy, cái đấy chắc nó... gặp cái... cả cái thùng phi đấy luôn á phi luôn. Thế có lấy nhôm về bán không? Cậu già nó ngu quá nó chả biết gì nó dụ các bạn đi chia với thằng 2-3 miếng mà về chả biết làm gì, làm mấy cái thiệt mấy cái chậu thôi. Cái đấy toàn nhôm mà cái thùng phi nhôm hết đấy. Có một cái dây gành ở xá đấy, nó người ta đấy không cho ai lấy mà đi ở xá. Trước kia cộng già cán bộ nó làm cán bộ xá đó, dân nó không biết gì đâu, dây để dân nó đi nhà về thì các ông cán bộ nó bảo dân không được nghe cái gì hết, cái đấy là quả nhà nước thôi, mà về để xá thì để chúng nó xem thế nào để sau này chúng nó phá chúng nó lấy hết thì có bao nhiêu sắc ở trong đấy, sắc nó đã chắc tầm khoảng chục con dao hay là 20 con dao ở trong đấy, riêng cái sắt này nó ít thôi. Kiểu cái đi trồng xá chú nào nó cần nhá, cần thì nó phải có cái sắt này, nó phải có gen này, có ốc này, có vạn nó phải giữ cái bình đấy, vạn vào trong cái máy bay đấy, giữ vào cho đấy khi nào mà nó hết dầu rồi nó không cần ở nó đấy, tháo ốc ra xong rồi nó vứt cái bình nó xuống kiểu ấy. Nhà bên ông thò còn giữ mảnh nhôm mảnh mảnh nhôm của cái thùng đấy mà thùng phi đấy có nhiều người nó cũng giữ cái kia ông bố và anh thôi cũng một mình nó đi nhặt một cái nhưng mà nó dụ cả anh em mấy anh em các bạn đi bố ngu quá bố chả được lấy được cái gì thiết cái sắt này là quan trọng nhất chả được cái gì. Thế là họ lấy hết à? Nhà thằng nào mà biết đánh dao thì lấy hết đi. Bố trả được. Thế là họ lấy hết sắt còn đâu là bố chỉ lấy nhôm thôi. Bố được có 20 cân dầu thôi. 20 cân dầu mới là một loại đi. Nó gùi về đất nước. Có trọng là nó lấy về đất nước. Nó chạy được cái gì. Tiếp rồi. Đấy bố nếu mà bố nhặt được thì chắc. Trước nó ném bên hang chú nhiều nhỉ ông nhỉ? Nhiều chứ. Cũng nhiều đấy. Khu đấy kiểu nó có rừng. Bên đấy có rừng pơ mu nhiều. Rừng pơ mu nó ném bên đấy nhiều. Mấy mẹ nó đi qua thấy là thấy rừng hết là nó vứt ở đấy. Bên Lào nhá, bên Lào trước kia mà anh đi ở cái Nam khu đấy nhưng cũng còn một cái khu đấy rùi nhiều lắm, nó vứt nhiều lắm, chẳng biết bao nhiêu chục cái, mấy chục cái chắc nó lấy hết rồi, nó lấy hết, nó đi nó cứ hay đi sang đi bán khóa, đi bán sóc, bán gà giường, bán lợn giường lấy thế nhưng mà nó không biết cái gì đâu, nó bán sắt vụn bán hết rồi mà bán hết cho Việt Nam họ đi lấy sắt vụn thì nó cũng bán dễ đi. Bán hết ra vụ đúng không? Nhôm thì nó cũng bán đi. Kể cả nó có thép, có sắt ở đây, nó có trọng lắm mà nó không biết dùng, nó để bán đi hết rồi. Cái Nam vừa rồi đấy, năm 2005 đấy, anh lẽ Nam anh đi đấy. Họ chả biết thằng nào đúc giường đấy, họ đúc trộm. Họ trộm, họ đúc giường, nó cháy được 10 ngày mới đi. Rồi cháy nhiều. Từ đây nó rộng từ đây lên Sơn La mà Sơn La thật cho nó cháy hết à, nó rộng như thế mà cháy hết, bao nhiêu ngày bao nhiêu đêm là cháy hết,
xong họ lại đi tiền, họ lại nhận được một cái nữa. Nhận một cái thật đấy, người Mông ấy thật đấy nó xấu ấy, nó điên, thật đấy thì nó dở, nó thấy nó lại mấy người đi đấy, nó đi khoảng 5 người 6 người đi, nhưng mà tìm thấy cái đấy nó không, nó lại không nói cho mọi người, mỗi mình nó tìm thấy, nó lại về, nó bảo thôi về thôi, nó có hai anh em mà, nó bảo thầy em hai thằng nó lại về, về hôm sau ấy, mấy hôm sau hay là một ngày hôm sau chúng nó đi chỗ khác, anh em nó lại đi, nó thấy là nó đi, anh em nó lại đi, nó đi cắt đường những người mũi đủ mà về, xong hai thằng mà về, nó về xong không nói cho anh em biết, xong là khoảng 3-4 ngày sau, khoảng 1 tuần sau nó bảo đi lấy, đi thằng khác lấy bớt bố đi, này tiền nữa. Cái thùng phi đúng không? Đấy, riêng thùng phi đấy, cả thùng phi đã chưa ai thấy đâu mà, nó phá đầu tiên là nó phá đủ ai, hai anh em nó gửi về xong nó về trước. Thì ở trong quận nó lại cho ai tháo rồi mà. Xong là nó để đấy, xong nó bảo để đấy, để mấy ngày xong đi lấy. Cái thía ở trong đấy nó có nhiều cái nó về nhà xong mấy hôm sau nó đi, người ta nghĩ mất đi. Mấy thàn là cái là dân cái tàu mường sao nó thấy để dụ nhau, mấy thằng nó gánh cả cái bình xe đi ấy. Nó phá cái đường, nó giao nó phát đường đi, mấy thằng nó gánh cả cái đấy đi về nhà luôn. Đấy các bạn nhá, đây là cái con cái sắt này thì mấy người thợ bảo là làm ở trên nó là cái thùng dầu nhỉ, thùng dầu, thùng xăng nhỉ, bình dầu bình xăng ở trên máy bay, khi người ta hết dầu người ta lại ném xuống rừng này. Thế là thanh niên bản ngày xưa là đi cứ nhặt được những cái cục này, những con này là gọi là cái thanh treo của nó thôi. Đúng rồi, thanh treo thôi nhỉ anh nhỉ. Thanh này chắc được 2 con thôi nhỉ, được 2 con này thôi nhá. Thì mình giới thiệu với các bạn cái sắt này, một cái sắt mới để làm dao nhá. Nếu mà các bác nào ở cái lò rèn nào mà kiếm được cái sắt này này, thì các bác cứ hỏi thợ rèn ấy, thợ rèn người Mông ấy, người ta biết là cái sắt này là rất là dùng, rất thích. Thì em cũng chưa được dùng bao giờ, bây giờ nó mới nhìn được thanh sắt này thôi, chẳng biết nó tốt hay không. Thấy mọi người thợ bảo là tốt lắm nhưng mà mình cũng chưa được dùng. Sau này mình phải đánh thử mình mới biết được. Cái này anh đi bên Lào anh cũng thấy mấy ông già nó nhặt được cái bình đấy, nó chỉ có tháo cái này để là cái đê thôi. Đê đúng không? Là đê, xong là nó không có cuốc hay là nó đánh cuốc đánh dao, nó sửa cuốc sửa dao ở trên này thôi. Nó không biết là dùng. Không biết dùng đúng không? Không biết là cái gì tốt thôi. Nó cũng không nghĩ là đánh dao tốt, nó bảo như thế này đánh dao. Đấy nhá, mình giới thiệu với các bạn cái nếu bác nào ở cái lò rèn nào mà kiếm được cái này ấy, thì lên lấy cái đấy mà đánh nhá. Mình giới thiệu thôi. Cái loại này thì mình chịu, không kiếm đâu ra được. Không bao giờ có đâu. Không thể có được cái này. Muốn lấy kể cả một cái này á 600-700 một triệu mình muốn lấy thì không có đâu mà. Đúng rồi. Muốn kiếm để đánh một cái dao để dùng không có. Không có đâu nhá. Cái này là ở trên thùng phi, nó là cái thùng phi nhỉ. Nếu mà có người nó không biết dùng không phá để con này chắc làm ra rất chỉ được con khoảng 25-26 thôi. Bên từ đây ra đây là được một con 25 này. Bên này một con từ đến đây được con 25 nữa là xong nhỉ anh nhỉ. May nó có cái lỗ đây mình xẻ ra được này. Xẻ ra được. Cắt này thì cắt theo này. Mày cái lỗ này đi. Như cái này gọi mày hết cái này đi. Sàn là hội người ta bo lại có nhưng lại không biết lại người ta về mua sát vụ để bán hết đi. Họ bán sát vụ à, họ bán cái nhôm kia đi rồi họ cũng bán đi hết thì họ. Chủ yếu là người dân người ta không biết, người ta lấy cái nhôm ấy nhỉ. Đấy. Thùng phi bằng nhôm ấy nhỉ. Người ta bán hết đi nhỉ. Còn sắt người ta vứt lại đúng không? Còn chứ ông nào rèn thì ông ấy cầm về thôi chứ. Sao phải tháo cái không tháo đây nó. Có người nó không tháo nó bán cái này đi theo cái kia. Tiếc nhỉ. Ở trong nó có cái cổ như thế này, nó lá cái thiết này vỏ. Trong cái bình phi đấy. Lắp có đảm bảo là cái đường này. Một cái cổ nó to, nó vô như này, nó dài. Người ta lá cái khoảng thiết vỏ đấy. Cái thùng phi nó dài khoảng bao nhiêu mét thì cũng có một cái cục to như này. Nó theo cái đấy. À. Theo cái bình đấy. Nó có mấy cái này mà. Có mấy cái này mới là
cái xác ở trong đấy nó có mấy miếng to mà này, mấy cái ống mà này, nó phải nối nhau ấy. Nói chung là tả như vậy thì chỉ cho những người ngày xưa, người ta hồi đấy ông thò còn bé tí nhỉ, thò còn bé tí thì lúc đấy ông biết chứ bọn con bây giờ thì chịu không biết rồi. Không biết rồi. Nhưng mà mình tìm thấy may mình tìm thấy một cái bình đấy thì mình mới biết được. Không tìm thấy thì nghe người ta kể thế thôi, nhưng mà nó cũng có như thế. Thì cái cục như này thì anh cũng thấy có rồi, người ta mang về thì có mấy cục như này to to vuông như này nhung ấy, nhưng mà cũng có cả mấy cái này trong này. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Mình giới thiệu với các bạn là cái sắt này nhá. Nếu mà gọi là cái sắt ở trong cái thùng phi dầu của thùng dầu nhỉ ông nhỉ? Thùng dầu nhá. Sắt thùng dầu của nó, cái thùng phi đấy nó là bằng nhôm nhá. Vỏ ngoài là bằng nhôm nhưng bên trong nó lại có sắt như này này. Cái đấy dài dài bao nhiêu nhỉ ông Thỏ? Có ba cái nó lưới vào nhau. Cái dứa lại nó phải gần 2 mét. Gần 2 mét hả? Hai bên của nó lại gần mía dưới hay là gần 2 mét. Cái đó to, cái dài, cái không phải là nhỏ đâu mà. Dài khoảng 3 mét không? Ừ. Ủa, không hơn. Có nhiều cái nó dài hơn. Nam tính cả của nó phải 4-5 mét. Có máy mét. Tính cái ở dứa thì 2 mét rồi, hơn 2 mét rồi. Còn hai bên của nó. Hai bên của nó nữa nhỉ? Ừ. Vậy tính cả một cái phải gần 5 mía 6 mía. Dài to cơ. Đường kính của nó phải gần ngừa con ngừa đi mía dưới của máy thôi mà nó. Đường kính của nó có to hơn hơn mình máy to. To nhỉ. To. Thế nó mới đựng được dầu chứ. Đấy. Phải... To nhưng mà anh ngồi thế này thì thoải mái đi mà. À. Anh cũng đi mấy cái đi có chúng nó có mấy người mình mua lại đi thoải mái nhỉ. À đỏ thùng dầu ấy, to ác anh nhỉ. To như sàn tự bí về vậy, thùng dầu nó nhiều rồi về đây. Đấy nhá. Các bạn nhá, nếu mà các bạn mà có gặp cái này hoặc là thợ rèn nào hoặc là lò rèn, bây giờ cũng có nhiều lò rèn làm mà, thì các bác mà gặp những cái loại như này thì các bác nên nhớ là các bác phải mua ngay nhá. Đừng để đội quân sắt vụn người ta đi, người ta thu hết lại thì phí lắm. Mình xin phép được kết thúc video ở đây nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn năm mới sức khỏe và thành công.